nhạc đánh rất chắc, sâu ấm tiếng, tiếng tép sắc nét chi tiết. Em xin được trân trọng kính mời các bác cùng đón nghe và tham khảo bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chất lượng này. Các bác sẽ cùng ngắm nhìn những sản phẩm rất là quen thuộc của cửa hàng âm thanh Alun luôn luôn chào bán cung cấp. Các bác sẽ cùng trải nghiệm, sau đó em sẽ chia sẻ về bộ sản phẩm karaoke đẳng cấp chất lượng này. Đây là đôi loa B3X15i, dòng sản phẩm hàng bái xịn, em đang chào bán giá 19 triệu. Vâng ạ, em xin được chia sẻ, anh Hùng là chủ nhân của bộ sản phẩm này, rất là hài lòng. Các bác thân mến, em xin được giới thiệu sơ bộ qua để các bác anh em cùng tìm hiểu tham khảo. Và lời nói đầu tiên xin cho phép em được gửi những lời cảm ơn chân thành tới các bác cùng anh em trong thời gian qua đã luôn luôn quan tâm, yêu mến và ủng hộ những sản phẩm mà cửa hàng âm thanh Alun chào bán cung cấp. Thì trước màn ảnh toàn thể các bác đó là khoảng 80% 80% bộ sản phẩm karaoke là sản phẩm của cửa hàng. Và nếu mà khi nhìn thấy đôi loa này, đôi loa JBL này các bác nhá, 715 này các bác còn nhớ không anh Hùng này? Đây anh Hùng đây ạ. À anh Dũng. À, có địa chỉ tại Quang Trung đúng không anh nhỉ? À, Mạo Khê, Quảng Linh, chuẩn nhá anh. Đúng anh ở địa chỉ đấy không? Đấy, bộ sản phẩm này anh mua với giá là trên 30 triệu đồng. Nhưng về sử dụng thì nó không được hợp lý. Đại loại là chưa thật sự với toàn thể các bác như này. Hôm trước em đã quay một video trực tiếp tại nhà anh ấy ạ. Anh bỏ ra một số tiền hơn 30 triệu đồng nhưng em đã có một cái đường link video, đó là anh mua được một đống sắt vụn các bạn. Đúng không ạ? Thì sản phẩm mà khi anh mua thì đôi loa này anh em giới thiệu là hàng loại 1, nhưng em khẳng định đây là hàng đóng Việt Nam 100%, không có 1% nào là hàng Trung Quốc cả các bạn nhá. Đó. Với rất nhiều những sản phẩm mà anh nói rằng là thôi mua một bộ mới của nhà em, bộ mới của anh Dũng sử dụng ở Mạo Khê bây giờ là trên 40 triệu anh nhỉ, đúng không? Em chưa cộng nhưng mà Crown anh dùng có đẩy làm nhỉ? Crown à, bộ của anh bây giờ là gần 60 triệu hoặc 60 triệu. Em không nhớ nhưng mà em đã lắp cho anh một bộ khác. Thì trong video trước em đã giới thiệu rồi. Tất cả những đồ đấy anh không bán, anh chuyển về quê có cái nhà anh ở Thanh Hà, Hải Dương các bác nhá. Để sử dụng mỗi khi cuối tuần về nghỉ ngơi đúng không ạ, những ngày cuối tuần bên gia đình. Thì anh cảm giác là nó không được hay, vẫn muốn nâng cấp. Thì tất cả những sản phẩm bộ đồ đó đã được ra ngoài hiên hết rồi các bác nhá. Duy nhất giữ lại một con đẩy, nó được mang trên mình tên AAR. Tên này chắc chắn là in tên rồi các bác nhá. Mã SE4008, chắc chắn đây là chiếc đẩy size 2U chạy mạch Class D 4 kênh x 8 trong áp 1 kênh các bạn. Đó. Còn quản lý nguồn là của em CP Autotech X800. Em cho các bác xem hiệu quả của nó các bác nhá. Con này là chống giật nhá, nhà có trẻ con thoải mái đi các bạn, vô tư đi. Một chiếc lưng tiếng CP Autotech, xin lỗi này các bác ạ. Một chiếc máy lưng tiếng Prel AC2020XS, một chiếc vang Gregutin KM320. Đấy, và đây đôi loa các bác nhá, đôi loa B3X15i. Và em hỏi anh là đôi này có cần bán hộ không thì anh nói là để cho chị gái, chứ còn bán giờ nó cũng tiếc, thành ra mua nó cũng nhiều tiền. Bây giờ bán chỉ được 2-3 triệu thì nó cũng không giải quyết được nhiều việc các bác nhá. Đó, thì các bác hãy nghiên cứu kỹ trước khi mua và đặt niềm tin với một số tiền, ví dụ như là từ 5 triệu, 10 triệu hoặc 20-30 triệu, nó đều là những số tiền rất là lớn. Và các sản phẩm của mình mua, các bác lưu ý lên kiểm chứng xem nó có vừa tầm tiền hay không. Những sản phẩm này em vẫn báo giá hàng ngày thì các bác có thể tham khảo tạm thời trên kênh của cửa hàng nhé. Chiếc vang em đang bán với giá 3.100.000 đồng, em bao ship kèm dây rắc. Chiếc lưng với giá là 1.900.000 đồng, em bao ship kèm dây rắc. Chiếc quản lý nguồn hiện tại đang có giá là 2.800.000 đồng, em bao ship kèm dây rắc. Còn đôi loa giá của nó là 19 triệu đồng, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Và hôm nay trở xuống tặng cho anh thêm hai cái rack music để anh cho chị gái đôi loa này còn có rack để mà dùng. Đấy.
Ok, vậy là đã có hai bộ sản phẩm karaoke cho anh Dũng rồi. Anh Dũng nhá, hôm sau em xuống anh lấy đôi loa lời nữa uống bia với anh. Anh Dũng hôm nay bắt uống bia nhưng mà một mình em xuống là sao uống bia được. Hôm sau chắc chắn là hai anh em xuống đấy. Phượng Hoàng đúng không ạ? Thanh Hà Hải Dương. Rất kính mong thầy các bác sẽ cùng chia sẻ video để mọi người có thể tìm được kênh của cửa hàng âm thanh Alan dễ hơn. Một đã xin được gửi lời cảm ơn. Các bác thân mến, với những sản phẩm hàng nhỏ như vang, lưng, quản lý nguồn, em nhận ship code COD, các bác nhận hàng thanh toán tiền. Còn riêng loa, các bác đặt cọc em sẽ gửi hàng, bởi loa nó nặng, nó tốn tiền cước các bác nhá. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo ạ.